Cuối giờ chiều qua, ngày 2 tháng 10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành quận huyện nhằm tiếp tục triển khai các giải pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung và các thành viên Ban chỉ đạo. Qua trao đổi tại cuộc họp, để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài, các ngành, công an, giao thông vận tải, y tế và các địa phương Đà Nẵng đã tổ chức các hoạt động kiểm soát tại các cửa ngõ, quản lý hoạt động vận tải theo luồng xanh và quản lý tài xế vào thành phố và lưu trú trong thời gian 12 giờ theo quy định, không để phát sinh các ca mắc mới trong cộng đồng liên quan đến người về từ vùng có dịch. Cùng với đó, ngành y tế thành phố hiện vẫn đang triển khai các kế hoạch xét nghiệm để phát hiện sàng lọc nguy cơ, giữ vững thành quả chống dịch. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đề nghị các địa phương tiếp tục lưu ý kế hoạch xét nghiệm 164 của thành phố và phải chuẩn bị tinh thần dịch bệnh luôn luôn hiện hữu, tránh sự chủ quan lơ là mà cần hướng đến xây dựng phương án sống chung với COVID-19 trong thời gian này. Liên quan đến các xe luồng xanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các địa phương phải chủ động, thống nhất về cách quản lý. Về kế hoạch tiêm chủng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị. Thì chúng ta đã có cái liều vaccine hơn 100.000 liều vaccine về Đà Nẵng, thì đề nghị là các quận huyện chúng ta cũng đã chuẩn bị hết rồi, và chúng tôi đề nghị một lần nữa là tất cả các ngành, các anh chị rà soát hết bên cạnh của địa phương, thì các ngành trong quá trình thực hiện và đặc biệt với cái kế hoạch sắp đến khi mà chúng ta mở cửa, thì các ngành chủ động, ví dụ như ngành giáo dục, tôi nói là chủ động cái việc mà giáo viên ở ngoài tỉnh về Đà Nẵng dạy, hay là các ngành khác thì cũng có những công nhân hay là cũng có những người của mình mà có thể ở các cái địa phương khác vào, thì chúng ta chủ động đề xuất danh sách để mà có thể tiêm chủng sớm nhất cho các cái đối tượng này, là để mà chúng vừa địa phương rồi vừa các ngành nữa, thì chúng ta có thể là phủ hết tất cả các trường hợp khi mà dự kiến thành phố chúng ta mở hoạt động bình thường, thì với cái lực lượng để đảm bảo các lực lượng lao động. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khuyến khích người dân sử dụng QR code khi hoạt động trong trạng thái mới và bắt buộc các cơ sở đơn vị phải có các thiết bị quét đọc QR code. Đề nghị các sở ngành tranh thủ giai đoạn này phối hợp với Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp thành phố tập huấn vận hành phương án phòng chống dịch tại các doanh nghiệp. Tôi đề nghị là các cái ngành mà quản lý, ví dụ như những khu mà không nằm trong khu công nghiệp, ví dụ như dệt Hòa Thọ này, 29 tháng 3 này, hoặc là những cái công ty mà có quy mô số lượng công nhân lớn mà không nằm ở khu công nghiệp, thì đề nghị là phối hợp với Sở Y tế cùng ghép volume trong cái đào tạo mà Ban Quản lý Khu Công nghiệp đã phối hợp với ngành y tế. Cái này nó rất cần cho các cái đơn vị khi mà tình hình dịch ổn thì chúng ta mới có cơ hội để